Xin chào các anh chị. Trong video bài học tiếp theo này thì tôi sẽ nói về một cái liên quan đến chủ đề về marketing mix theo quan điểm của giáo sư Philip Kohler, giúp các anh chị hiểu rõ hơn thế nào là về marketing. Thì ông Philip Kohler ông ấy chia mô hình marketing mix thành hai cái nhóm, đấy là nhóm marketing mix 4P và nhóm 7P. 4P thì cộng thêm với 3 chữ P nữa thì thành 7 chữ P. Và tôi sẽ bổ sung cho các anh chị thêm khoảng 3 chữ P nữa là thành 10P. Như vậy cái bài học này chúng ta sẽ chia nó ra thành mô hình 4P, mô hình 7P và mô hình 10P. Và dựa trên cái nguyên tắc là cộng thêm các chữ P vào. Các chữ P này là các chữ P tiếng Anh mà ngài Philip Kohler đã sử dụng. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là mô hình marketing mix 4P bao gồm là products, tức là chiến lược về sản phẩm, price, tức là chiến lược về giá, promotion, tức là chiến lược về xúc tiến bán hàng, và place, tức là chiến lược về kênh phân phối. Chữ P thứ 5 là people, tức là chiến lược về con người và phát triển nhân sự. Và P thứ 6 tức là process, tức là chiến lược quy trình hóa. Và P thứ 7 là physical evidence, tức là các cái minh chứng. Hoặc là một số người thì lại sử dụng từ philosophy, tức là những cái triết lý về kinh doanh và marketing. Đó. Thế còn tiếp tục những cái chữ P tiếp theo nó có thể là performance, tức là hiệu quả. Rồi thì partners, đúng không ạ? Tức là đối tác. Đấy. Rồi thì productivity, tức là năng suất, vân vân. Rất là nhiều những cái chữ P mà những người ta mở rộng thêm vào cho các anh chị và các bạn. Thế thì với cái từng chữ P như vậy nó có ý nghĩa là gì? Đúng không? Đầu tiên là chữ P số 1 là sản phẩm. Thế thì phải trả lời cho câu hỏi là chúng ta sẽ bán sản phẩm dịch vụ gì? Đấy, sản phẩm dịch vụ hữu hình hay là vô hình? Sản phẩm vật lý hay là sản phẩm số hóa, đúng không ạ? Cái thứ mà chúng ta cung cấp cho thị trường nó có sự khác biệt như thế nào? Tại sao khách hàng lại phải mua của chúng ta? Ví dụ như là hiện nay có những dịch vụ phun xăm cũng rất là đông khách, nhất là những người phụ nữ trung niên là người ta thường có dịch vụ phun môi, phun mày. Và một số người thì lại đi là làm theo hình thức thêu, bởi vì thêu nó đẹp hơn và các bạn trẻ thích hơn thì lại thu được cái giá cao hơn. Đó. Thậm chí là chúng ta có thể tạo ra những cái sản phẩm mà trong tương lai mới cần đến, đúng không ạ? Khách hàng thực sự cần điều gì, họ cần mong muốn cái sản phẩm chất lượng như nào, và bản thân chúng ta sẽ cải tiến cái chất lượng sản phẩm đấy để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cái cách mà khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm, cái nơi mà khách hàng sẽ sử dụng sản phẩm là như nào, cái động cơ mua hàng của khách hàng là gì, đúng không ạ? Sản phẩm đó được đóng gói hay theo cái quy trình hay là cũng như là theo cái sản phẩm như thế nào. Đấy, bao gồm cả thiết kế về bao bì, bao gói, cái cách chúng ta đặt tên cho sản phẩm, đặt tên cho dịch vụ, vân vân. Cái sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ của chúng ta đang làm cho khách hàng cũng như là so với đối thủ như thế nào. Chúng ta đi theo chiến lược đa dạng hóa sản phẩm hay là chúng ta chỉ đi theo chiến lược là đơn giản hóa. Chúng ta cũng có những cái chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán như thế nào, chính sách bảo hành, đổi trả, vân vân. Đấy, rồi thì các cái chính sách hỗ trợ cho kênh phân phối, cho khách hàng đi kèm, vòng đời của sản phẩm là bao lâu, ví dụ như là 3 tháng hay là 3 năm hay là 5 năm, 10 năm, làm thế nào chúng ta kích cầu và giúp cho khách hàng tái mua, chúng ta chi bao nhiêu tiền cho hoạt động R&D, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, chúng ta làm mới sản phẩm theo cách như thế nào, vân vân. Rồi thì chiến lược sản phẩm mới của chúng ta là gì, ngân sách chúng ta có là bao nhiêu, sản phẩm của chúng ta có được cá nhân hóa hay không. Và chúng ta xác định tập khách hàng mục tiêu như thế nào, kết hợp với chiến lược price, vân vân. Thì đấy là những cái câu trả lời dành cho cái việc là cái chữ P1, tức là sản phẩm là gì, đúng không ạ? Và trong ngành làm đẹp của chúng ta thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải khác biệt với đối thủ thông qua máy móc, thông qua kỹ thuật viên, thông qua cách đặt tên dịch vụ, thông qua cái cách mà chúng ta xử lý vấn đề, làm sao khách hàng thỏa mãn hoặc là khách hàng vượt xa sự kỳ vọng. Thí dụ như là tôi thấy là có những cái bạn học viên của tôi, bạn ấy làm cái dịch vụ mà thêu lông mày với cái giá khá là cao so với thị trường, nhưng mà khách rất là đông và thường xuyên là khách phải đặt lịch với người làm chủ, vào cái doanh thu một tháng của bạn ấy, một cái cơ sở kinh doanh chỉ khoảng 20m ở trên phố cổ, thì có cái doanh thu khoảng 600 triệu và cái tháng, những cái tháng Tết có thể lên tới 800-900 triệu một tháng, và gần như là cái chi phí nó không đáng kể là bao, và lợi nhuận rất là tốt, lợi nhuận có thể đạt đến 80% lợi nhuận ròng. Thế thì câu chuyện như vậy để cho các bạn thấy rằng là nếu như chúng ta có sản phẩm tốt, chúng ta có dịch vụ tốt thì
chúng ta có thể đạt được cái điều đó. Thứ hai là cái P thứ hai là price, hay còn gọi là giá cả. Thì chiến lược giá cả trong marketing thì trả lời những câu hỏi gì? Thí dụ như là giá trị cốt lõi của sản phẩm và dịch vụ chúng ta bán là gì, đúng không? Chúng ta hướng tới tập khách hàng như thế nào? Tập khách hàng này có nhạy cảm về giá hay không? Chiến lược định vị về thị trường của chúng ta là gì, đúng không ạ? Chúng ta muốn nhắm chọn phân khúc nào? Tất cả những điều này nó nói về giá hết. Rồi thì chúng ta có phát triển cái kênh bán buôn hay không? Có phát triển đa kênh hay không? Đấy, bạn kiểm soát giá hay là bạn thả nổi, bạn không kiểm soát, kiểu như vậy. Rồi thì phương thức thanh toán, rồi thì cái thanh toán chậm hay thanh toán ngay, chiết khấu như thế nào, đều là liên quan đến chính sách về giá. Rồi thì cái chiến lược giá mà chúng ta đang theo đuổi là chiến lược gì? Thí dụ như là chiến lược xâm nhập thị trường, chiến lược giá thấp, chiến lược giá cao, chiến lược hớt váng, hay là chiến lược cố định, hay là chiến lược định giá cho từng dòng sản phẩm, chiến lược giá cho sản phẩm tùy chọn, vân vân. Đấy là những cái cách mà chúng ta làm, thậm chí là chiến lược giá miễn phí cho tất cả mọi người. Và đấy là lý do tại sao như Google của chúng ta thấy là có những cái dịch vụ rất là miễn phí, hay là Facebook cũng miễn phí, nhưng mà họ lại có được cái doanh thu rất là lớn, đúng không? Từ cái việc là cái mô hình kinh doanh của họ đến từ cái việc bán quảng cáo. Đấy. Rồi thì việc lựa chọn cái chiến lược giá như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái sản phẩm, cái tính độc đáo của cái sản phẩm đó, và cũng như là phụ thuộc vào tập khách hàng mục tiêu, cũng như là phụ thuộc vào cái khả năng tài chính của người chủ. Các bạn làm chủ spa, chủ viện thẩm mỹ, chủ salon tóc, chủ cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, hay là chủ cơ sở về răng thẩm mỹ, nếu như các bạn có vốn lớn, trường vốn, thì các bạn sẽ đầu tư về mặt dài hạn, bài bản, chuyên nghiệp, và các bạn làm dịch vụ thật tốt cho tôi. Bởi vì suy cho cùng là khách hàng luôn luôn cần tìm đến những cái sản phẩm tốt và dịch vụ tốt. Không cần phải nói với người ta rằng là sản phẩm của em tốt, mà chúng ta hãy làm cho họ tốt, và chúng ta hãy chỉ cho họ biết, thì họ sẽ tìm đến chúng ta. Là các cái chính sách và phương thức thanh toán hỗ trợ cho đại lý, hay là cho kênh phân phối, hay là cho khách hàng là gì, công cụ và phương tiện thanh toán như thế nào, vân vân. Rồi thì chúng ta có áp dụng trả góp hay không, đấy là những cái mẹo mà chúng ta sẽ có thể sử dụng, đúng không ạ? Rồi thì các cái phương thức thanh toán, chúng ta có sử dụng những phương thức thanh toán mới, ví dụ như là, ví dụ thôi, chẳng hạn như các bạn nhận thanh toán bằng tiền ảo, tiền kỹ thuật số, hay là sử dụng ví điện tử, vân vân, nghe có vẻ cũng rất là hiện đại. Thì đó là chúng ta đang nói về chiến lược giá. Cái chữ P thứ ba, còn gọi là promotion, tiếng Việt người ta gọi là xúc tiến bán, tức là làm mọi cách để làm sao bán, đúng không? Làm nào để bán thì nó sẽ gồm rất nhiều các hoạt động nha. Cái xúc tiến bán này nó sẽ gồm các hoạt động về quảng cáo, ví dụ như là công ty và doanh nghiệp đã sử dụng những cái dịch vụ quảng cáo như thế nào rồi, quảng cáo online hay quảng cáo offline, quảng cáo online qua Facebook, qua Google Ads tìm kiếm hay Google Ads hiển thị, qua YouTube, qua Zalo, qua báo chí, các trang tin đó. Đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng được. Còn các công cụ offline như là phát tờ rơi, như là mời khách hàng trải nghiệm, rồi thì in ấn các cái tạp chí, tem mác, vân vân. Đấy là những cái về chúng ta nói về quảng cáo theo lối truyền thống. Rồi chúng ta cũng nói về PR, tức là public relation, tức là quan hệ với công chúng, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta có các kế hoạch truyền thông như thế nào, rồi thì chúng ta có thể đưa ra các chương trình dùng thử hay không, có cái chương trình khuyến mại hay không, thì chúng ta làm nội dung số như thế nào, trên các cái trang mạng xã hội chúng ta có phát triển app hay không, chúng ta có quảng cáo trên radio truyền hình hay không, thì tất cả những cái đấy đều được gọi là xúc tiến bán, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta có tham gia hội chợ hay không, chúng ta làm thương hiệu làm như thế nào, rồi thì chúng ta cũng sẽ kết hợp giữa marketing online và marketing offline. Chúng ta chi ngân sách quảng cáo bao nhiêu tiền, đội ngũ nhân sự của chúng ta có bao nhiêu người, chúng ta thuê ngoài hay không, thì cái đó đều gọi là xúc tiến bán. Quá trình chúng ta làm như vậy, ok. Và chữ P thứ tư đấy là place, tức là kênh phân phối. Thì trong cái mô hình này thì giáo sư Philip Kotler gọi nó là gì? Đây là chúng ta có thể hiểu nôm na đấy, là kênh phân phối là sản phẩm được bán như thế nào, được phân phối theo cách như thế nào, đúng không ạ? Còn nếu mà nói về hay ho nữa thì nó là một tổ chức của các cá nhân tham gia vào quá trình đưa sản phẩm từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng thông qua các kênh,
Bây giờ cũng có kênh online, cũng có kênh offline. Thế nhưng mà hầu như các dịch vụ làm đẹp của chúng ta thì kênh phân phối thường là offline, đúng không ạ? Tức là khách hàng sẽ phải đến salon của bạn làm tóc, làm nail, làm răng, làm mặt. Đấy. Rồi thì khách hàng đến salon của bạn để salon beauty để làm giảm béo vân vân. Hoặc là bạn có thể cung ứng dịch vụ bằng cách là bạn đến tận nhà của khách hàng. Nhưng tất cả đều vẫn phải là offline hết. Chúng ta không làm dịch vụ online được, đúng không ạ? Chúng ta không thể download một cái xuống để giúp cho bạn giảm béo, hay là chúng ta cũng không thể nào cung cấp dịch vụ cắt tóc qua internet được, mà chúng ta chỉ sử dụng các dịch vụ này để tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ khách hàng, đặt chỗ cho khách hàng để là cho nó thuận tiện, tiện dụng hơn mà thôi, có đúng không ạ? Thì đấy, thì cái kênh phân phối thì chúng ta sẽ có rất là những vấn đề như sau, đúng không? Chúng ta có thể chia thành kênh dài, kênh ngắn, kênh ngang, kênh dọc, kênh trực tiếp, kênh gián tiếp, kênh online, kênh offline. Đấy. Thế thì hiện nay chúng ta có thể sử dụng rất nhiều các kênh như vậy. Thế thì chúng ta có thể sử dụng là những cái kênh như vậy như thế nào? Chẳng hạn như là kênh website của thương hiệu sản phẩm, kênh Facebook, đúng không ạ? Chúng ta làm kênh sàn thương mại điện tử, chúng ta cũng có thể sử dụng, đúng không ạ? Kênh Zalo, rồi thì các cái website ngành dọc, đúng không ạ? Các cái trang tin tức, các trang giao vặt, các cái hệ thống affiliate, tức là tiếp thị liên kết, đúng không ạ? Rồi thì các cái app, tức là application, tức là ứng dụng mà cài trên điện thoại di động. Ngoài ra các kênh phân phối offline như là các cửa hàng chính hãng thì mình có thể kết hợp với các chuỗi, đúng không ạ? Hoặc là các cái cửa hàng thuộc department store, hay là các kênh trung tâm thương mại đấy, mình gọi là department store. Hoặc là các cái kênh ở những chỗ có đông người như là nhà ga, sân bay, hoặc là các quán cà phê, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, khai thác, tận dụng thêm. Và đối với chúng ta mà khi chúng ta phát triển kênh phân phối thì chúng ta quan tâm đến điều gì? Chúng ta quan tâm đến địa điểm, mặt bằng, thiết kế, cái sản phẩm của chúng ta, đầu tư làm sao cho nó vừa với cái mong muốn và cũng như là cái khả năng về tài chính, định vị khách hàng. Thế rồi thì chúng ta phát triển chuỗi là có 3 điểm, 5 điểm, 7 điểm như thế nào? Chúng ta quản lý chuỗi bằng cách là chúng ta tự phát triển hay là chúng ta nhượng quyền thương hiệu. Cái này nó cũng liên quan đến kênh phân phối nha. Anh chị có thể sử dụng thêm các vấn đề về nhượng quyền thương hiệu. Trong ngành làm đẹp chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nhượng quyền thương hiệu, không nhất thiết là phải trong ngành đồ ăn đồ uống, gọi là food and beverage thì mới có. Ví dụ như salon, các bạn mở ra một cái thương hiệu, mở ra một concept và các bạn có thể có 30, 50 điểm salon trên toàn quốc, hay là một cái spa các bạn có thể làm trên hệ thống, đúng không ạ? Chúng ta kết hợp với nhau để chúng ta có thể làm, hoặc là các cái viện răng thẩm mỹ hay là làm đẹp thẩm mỹ viện, chúng ta cũng có thể phát triển cả chuỗi 5-7 cửa hàng, nhưng mà tất nhiên nó cũng sẽ có nhiều cái rủi ro. Rồi, chữ P thứ 5 đấy là people, tức là con người. Con người hay là nhân sự, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi như là chúng ta sử dụng chính sách nhân sự như thế nào, đãi ngộ tiền lương ra sao, các cái cơ chế chính sách liên quan đến thưởng, rồi thì đào tạo nhân sự, rồi thì chúng ta sử dụng nhân sự nội bộ hay là nhân sự thuê ngoài. Thì hiện nay rất là nhiều các cái spa, các viện thẩm mỹ thì người ta sử dụng các cái đội nhóm marketing quảng cáo trực tuyến ở bên ngoài để tiết kiệm. Đấy. Rồi thì chúng ta sẽ đào tạo đội ngũ nhân sự chăm sóc khách hàng như thế nào, những cái đội ngũ kỹ thuật viên như thế nào, dựa trên những cái tiêu chuẩn gì, bởi vì là đó chính là những người mà trực tiếp làm cho khách hàng. Tôi phải nói lại thêm một lần nữa là trong ngành spa làm đẹp hiện nay thì cái chất lượng nhân sự rất là tệ, bởi vì bản thân các anh chị không chú trọng đến điều đó, không đào tạo chất lượng tốt cho nhân sự, nên là thành ra là nhân sự rất là lôm côm, không đồng đều, người có trình độ, người không có trình độ, người mới làm, người làm lâu, máy móc các thứ cũng rất là kém. Thì chúng ta cần phải chú ý làm thế nào để tăng được cái chất lượng và tăng được cái sự kết nối, tăng được cái chất lượng dịch vụ cho khách hàng lên, đúng không ạ? Vâng. Và trong cái ngành làm đẹp này thì internet nó sẽ giúp chúng ta tìm kiếm khách hàng thôi, còn con người mới giúp chúng ta là tạo ra được những cái sản phẩm tốt, đúng không ạ? Và chúng ta làm gì thì làm, chúng ta đều phải có tâm, chúng ta đều phải dựa trên các cái liệu pháp, mà cái liệu trình mà
thuốc thang rồi cách thức nó phải chuẩn. Chứ không thì chúng ta hiện nay là buôn gian bán lận rồi làm ăn chất lượng nó rất là kém. Có một cái chị làm spa, chị nói với tôi là trước đây chị chưa làm spa thì chị nghĩ là spa rất là tốt, nhưng mà vào ngành này chị cảm thấy bị mất lòng tin. Bởi vì là cái những cái chất lượng, những cái sản phẩm rồi những cái đội ngũ tay nghề nó không được mong muốn như chị. Mà nếu mà làm tốt, làm hàng xịn, làm chất lượng thì lại giá cao thì khách lại không không mua. Thì đấy nó cũng là những cái rất là trở ngại, và dần dần tôi nghĩ thị trường nó cũng sẽ được thay thế theo cái phương thức tốt hơn, đúng không? Quan điểm của tôi là phải chú trọng đến việc đào tạo nhân sự, đào tạo và tay nghề đấy, rồi thì nâng cao chất lượng trình độ, chuyển giao cho gia đình, cho con cái, cho những thế hệ về sau, hoặc là chuyển giao cho những khách hàng và hỗ trợ cho họ. Bởi vì sau này những cái thợ mà làm tóc, hoặc là thợ làm spa hay thợ làm đẹp, họ làm được một thời gian họ sẽ có xu hướng là họ sẽ mở tiệm thêm, mở tiệm riêng, thì mình cũng vừa ủng hộ họ và định hướng cho họ, thay vì là chúng ta lại trách móc họ là ăn cháo đá bát hay thế này thế kia. Bởi vì thực ra là cái thị trường này nó sẽ hoạt động như vậy đấy, những cái người người ta vẫn sẽ có cái xu hướng là phát triển riêng, thì chúng ta cứ thoải mái đi, đúng không ạ? Và chúng ta lại tiếp tục đào tạo, miễn làm sao mà chúng ta có thể làm tốt được đấy. Thế rồi thì có một cái câu chuyện mà tôi nói là có một cái chị khách hàng của tôi, chị là một cái chủ một cái salon tóc cũng lớn. Thế thì chị mới cho một cái anh thợ đi học một cái chương trình học hơn 100 triệu. Thỏa thuận là đi học xong thì về làm cho chị 3 năm, thì sau đấy thì có thể được tự do đi đâu làm gì thì làm. Tôi nghĩ đấy là một cái thỏa thuận tốt. Chủ đầu tư người ta đầu tư cho người thợ để nâng cao trình độ. Thế nhưng mà cái người thợ người ta ích kỷ, người ta nghĩ ngắn. Mà người Việt mình rất nhiều người như vậy, là đi học xong về làm có tay nghề rồi bắt đầu tinh tướng là quay ra làm phá phách, không làm tốt cho người ta, tìm mọi cách để dạy ra, thậm chí là không trả tiền người ta. Thế và bắt đầu là ra mở salon riêng. Thế là cái người mà người ta đầu tư cho mình như thế, người ta bị thiệt thòi rất là nhiều. Và hai bên tranh cãi, đánh chửi nhau. Và chị này chị đã thuê cả những người mà gọi là mình hay gọi là dân xã hội đến làm phiền. Và rồi hai bên rất mệt mỏi. Sau đó thì chị nói với tôi, thì tôi cũng động viên chị là bây giờ chị thuyết phục bạn kia bạn trả lại tiền, còn đâu để cho bạn ấy đi. Chứ bây giờ chị cho người đến đánh đấm các thứ là rồi chị mệt mỏi lắm, bởi vì công an người ta sẽ lại gọi chị lên, bởi vì là chị đánh người ta như vậy là gây thương tích, vân vân. Thế mà không đánh thì phải nói thật là cũng rất là bức xúc. Bây giờ tôi đầu tư cho hơn 100 triệu, hứa hẹn như thế, thế về bắt đầu là giãn ra. Thế thì trong trường hợp này thì tôi khuyên các anh chị nên làm gì? Trong trường hợp này nên trước khi đi làm cái việc đó thì nên có hợp đồng, thỏa thuận rất là kỹ. Và trong trường hợp mà nếu như mà người thợ mà bỏ ra làm thì sẽ bị phạt 100% cái tiền đầu tư cộng với lại cái tiền lãi, vân vân, cộng với lại cái chi phí rủi ro vân vân, có thể phạt gấp 2, gấp 3 lần. Cái đấy hoàn toàn là thỏa thuận được. Về mặt pháp lý có thể thuê luật sư người ta làm cho. Thì như vậy những cái người mà người ta làm người ta xác định bỏ đi thì người ta phải chấp nhận cái rủi ro về mặt tài chính sẽ phải bị phạt. Thế thì quá trình mà tôi đi làm cho khách hàng thì tôi cũng nghe ngóng được những câu chuyện như vậy, tôi kể lại cho các anh chị và các bạn. Đấy, và cái chữ P thứ 6, cái chữ P thứ 6 nó chính là process, hay còn gọi là quy trình hóa. Thì cái ý tưởng ở đây rất đơn giản, đấy là bạn làm gì cũng đều phải có quy trình. Và bạn chia nhỏ cái quy trình dài thành các quy trình ngắn. Và sau đó là bạn làm nó chuẩn hóa, bạn sơ đồ hóa, bạn lưu đồ hóa, và bạn đào tạo cho nhân viên làm đúng như thế. Thì nó sẽ tạo ra cái chất lượng mang tính chất tương đồng, và cái chất lượng đúng như bạn mong muốn, và bạn kiểm soát được. Cái việc này sẽ giúp các bạn tăng được năng suất lao động, giảm được chi phí, giảm thời gian, giảm hao hụt. Đấy, và tăng được cái chất lượng dịch vụ, và tăng được cái trải nghiệm hài lòng cho khách hàng. Đấy, thế rồi thì các cái tổ chức ISO các thứ, người ta cung cấp những cái ISO, tức là người ta tiêu chuẩn hóa, thì là phải làm đúng như thế này, phải có đúng những cái sản phẩm và chất lượng dịch vụ như thế này, thì tôi sẽ cấp chứng nhận ISO cho các bạn. Thì các bạn nên áp dụng cái này trong cái quá trình kinh doanh của mình. Từ cái khâu là gì ạ? Ví dụ như tiếp khách như thế nào, tư vấn khách như thế nào, chốt khách như thế nào, làm cho khách như thế nào, chăm sóc khách về nhà như thế nào,
chăm sóc khách đến mua như thế nào, xử lý khủng hoảng truyền thông như thế nào, đào tạo nhân viên như thế nào, mình đều phải có quy trình và chúng ta nên áp dụng một cách bài bản và chuyên nghiệp. Đấy, thì chúng ta có thể là được thuê tư vấn, người ta tạo ra các quy trình cho, và sau đó để đào tạo cái quy trình này và áp dụng. Quy trình sai thì sửa, quy trình dài vẫn thấy lằng nhằng thì sửa cho nó ngắn, ngắn mà thấy chưa tốt thì sửa cho nó dài. Bởi vì sao? Quy trình là do con người, đúng không ạ? Chúng ta tạo ra các bản Word, chúng ta sơ đồ hóa, lưu đồ hóa nó ra và chúng ta giúp mọi người làm. Và như vậy sau này mọi người sẽ thấy là các quy trình xong nó rất là nhàn, rất là tiện, và chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Đấy, và sau này thì chúng ta áp dụng thêm các cái vấn đề về công nghệ và phần mềm, giảm bớt những vấn đề về thủ tục giấy tờ đi. Đấy, ví dụ như khai báo bằng phần mềm, khách hàng đặt chỗ bằng tin nhắn hoặc bằng app, hoặc là chăm sóc khách hàng bằng các phần mềm CRM hoặc cao hơn nữa là các phần mềm ERP, vân vân. Một cái câu chuyện mà tôi muốn nói là có một cái nhà hàng họ có đến 200 cái quy trình. Đấy, ví dụ như rửa bát có quy trình, bảo vệ dắt xe có quy trình, mở cửa có quy trình này, rồi thì nhân viên tư vấn menu có quy trình này. Thì tương tự như vậy, bạn áp dụng vào cái hoạt động spa, thẩm mỹ viện, salon tóc, rồi thì thẩm mỹ răng của các bạn làm cho tôi, bằng cách là các bạn cũng tạo ra các quy trình như vậy, và sau đó các bạn sử dụng rất là tốt, tôi nghĩ là rất là hay. Và yếu tố cuối cùng đấy là triết lý kinh doanh, hoặc là các cái minh chứng trong quá trình kinh doanh. Ví dụ như là đối với spa thẩm mỹ thì mình có những cái bằng chứng gì, có những cái sáng kiến gì, cái máy móc của mình có độc quyền gì, bác sĩ của mình có đẳng cấp gì, thì mình phải show off, tức là mình phải khoe hết ra. Đấy, để mình làm cái minh chứng cho khách hàng, người ta yên tâm, người ta sử dụng dịch vụ của mình, đúng không ạ? Hoặc là có những cái nhất. Đấy, có những cái nhất như thế nào, chẳng hạn là bạn là cái đầu tiên, bạn là cái nhất, bạn là cái duy nhất, hay là bạn là có những cái chứng chỉ như thế này, thì đó sẽ là cái rất là tốt để cho các bạn làm kinh doanh. Ok, thế thì đấy là cái 7 cái chữ P mà chúng ta thấy là theo cái mô hình marketing 7P của giáo sư Philip Kotler. Thế thì ngoài ra thì chúng ta còn có rất là nhiều những cái chữ P khác nữa, ví dụ như là personalization, tức là cá nhân hóa. Thế thì trong cái thời kỳ marketing 4.0 hiện nay thì có xu hướng là tập trung vào marketing hóa, tức là cá nhân hóa, đáp ứng cái yêu cầu của từng cá nhân. Thí dụ như bạn thiết kế một cái lông mày cho khách hàng này sẽ khác với một cái lông mày cho khách hàng khác. Bạn làm cái hàm răng cho tôi sẽ khác với một hàm răng cho khách hàng khác. Đấy gọi là cái cá nhân hóa. Ngoài cái chuyện chúng ta có thể quảng cáo trực tiếp ra thì chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm mang tính cá nhân hóa. Thì đây là cái điều rất là quan trọng. Hãy nhớ điều đó nhé. Mỗi một khách hàng nó sẽ có một liệu trình khác nhau. Và mỗi một khách hàng sẽ có một cái cách chúng ta chăm sóc khác nhau, dựa trên những cái quy trình gốc nhưng mà phải cá nhân hóa. Hoặc là một cái chữ P nữa chúng ta có thể làm đấy là planning, tức là chúng ta phải lập kế hoạch marketing. Thì thông thường khi mà chúng ta kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp, salon, rồi thì viện thẩm mỹ, rồi thì hóa mỹ phẩm, rồi thì salon tóc, spa, đúng không ạ? Rồi thì kể cả những cái mà chúng ta làm những cái việc xâm lấn, vân vân, thì chúng ta đều phải có các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch marketing cho các phòng ban. Thì đây cũng là một cái ý tưởng rất là tốt. Rồi cái chữ P nữa là chữ partners, tức là gì? Các cái đối tác của chúng ta trong quá trình làm marketing. Thì chúng ta có thể làm có những cái đối tác đẳng cấp, đối tác uy tín, các bên thứ ba uy tín như vậy sẽ giúp cho cái thương hiệu của chúng ta lên rất là nhanh, đúng không ạ? Thì đấy là một số những câu chuyện mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên áp dụng. Hay là PR. Đấy, PR ở đây là chúng ta đi quan hệ công chúng, rồi thì chúng ta tổ chức ra những cái hoạt động PR. Ví dụ như là chúng ta trồng cây, gây rừng, chúng ta làm từ thiện, chúng ta quan hệ với cổ đông, quan hệ với báo chí, tất cả những hoạt động như vậy đều được gọi là PR, rất là hay. Thì tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn rất là nhiều các hoạt động về PR thêm để các bạn hiểu về các cái PR là gì trong cái video bài học tiếp theo. Thì trong cái video bài học này thì cũng rất là dài rồi. Tôi xin phép tóm tắt lại để cho các bạn hình dung ra về marketing. Nó được phân theo 7 chữ P. P1 là sản phẩm, P2 là giá, P3 là xúc tiến bán, P4 là kênh phân phối, P5 là con người, P6 là quy trình, P7 là triết lý kinh doanh, P8 là cá nhân hóa, P9 là kế hoạch hóa, P10 là đối tác, P11 là
hiệu quả, performance, đấy, P12, có thể là rất nhiều những cái chữ P khác nữa để các bạn áp dụng thêm vào, như là PR. Ok rồi, thì tôi nghĩ là cái phần này nó cũng là phần lý thuyết thôi, nghe nó cũng hơi nặng đầu một chút, nhưng mà các anh chị chịu khó nghe để cho mình hiểu thực sự là marketing là làm gì. Và khi mình đi làm marketing thì mình cứ viết các chữ P đấy ra, và sau đó mình điều chỉnh các cái chữ P đó, mình tối ưu hóa các chữ P đó. Như vậy là cái business của mình sẽ trở nên tốt hơn, và công việc kinh doanh khách hàng của mình sẽ trở nên đông hơn, lợi nhuận của mình sẽ dài hạn và có cái lợi nhuận bền. Đấy là tôi nghĩ là như vậy. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.